3 lý do bạn nên chọn du học Mỹ từ bậc trung học: nâng cao kỹ năng sống và trình độ tiếng Anh, tiếp xúc với môi trường và làm quen phương pháp giáo dục Mỹ từ sớm, chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ và thế giới, các loại hình trường trung học phổ thông tại Mỹ, trường công lập ở nhà bản xứ, chi phí dao động từ 10.000 tới 40.000 đô la Mỹ một năm, trường tư bán trú ở nhà bản xứ, chi phí dao động từ 20 tới 60.000 đô la Mỹ một năm, và cuối cùng là trường tư nội trú các bạn sẽ ở ký túc xá và chi phí dao động sẽ từ 30 tới 90.000 đô la Mỹ một năm. Du học trung học Mỹ dễ dàng hơn cùng Newer Education, tư vấn chọn trường phù hợp, hỗ trợ săn học bổng trung học Mỹ giá trị cao, hỗ trợ đăng ký thi IELTS, PTE, Duolingo, dịch vụ hỗ trợ đưa đón sân bay và sắp xếp chỗ ở, hỗ trợ giám hộ mua bảo hiểm cho học sinh, luyện phỏng vấn xin visa, hỗ trợ học sinh xuyên suốt trong quá trình học tập, hỗ trợ thủ tục chuyển tiếp vào các trường đại học và cao đẳng. Để tìm hiểu thêm về du học Mỹ bậc trung học, xin hãy liên hệ ngay với Newer Education bằng cách nhấc máy lên gọi về tổng đài miễn cước 1800 6577, hoặc truy cập vào trang web neweredu.vn và để lại thông tin, hoặc đến trực tiếp các văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Biên Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu để được hỗ trợ. Newer Education, cho giấc mơ du học Mỹ trong tầm tay bạn.